hãng hàng không Vietjet Air, 3 thành viên phi hành đoàn cùng hàng loạt cá nhân của các bộ phận phục vụ chuyến bay VJ8575 chở nhầm hành khách Đà Lạt đến Cam Ranh vào ngày 19 tháng 6 đều bị phạt hành chính với tổng số tiền là 130 triệu đồng. Thanh tra hàng không cho biết đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 9 cá nhân và hãng hàng không Vietjet Air có hành vi vi phạm hành chính trong sự cố chở nhầm khách Đà Lạt đi Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa ngày 19 tháng 6 vừa qua. Cụ thể, hãng hàng không Vietjet Air có mức phạt kịch trần là 40 triệu đồng do nhiều lần tái phạm. Trong sự cố ngày 19 tháng 6, Vietjet Air đưa nhân viên Đinh Mạnh Cường trực tại bộ phận điều độ khai thác bay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài để thực hiện nhiệm vụ điều phái bay. Theo quy định, nhân viên làm việc tại vị trí này yêu cầu phải có giấy phép, nhưng ông Cường không có giấy phép nhân viên điều phái bay theo quy định của quy chế không lưu hàng không dân dụng. Trước đó, Vietjet Air đã vi phạm lỗi tương tự trong một chuyến bay ngày 24 tháng 5. Ngoài ra, còn có 5 nhân viên của Vietjet Air bị phạt hành chính, gồm nhân viên điều phái bay Đỗ Anh Tuấn, ông Hoàng Xuân Dương, Phó trưởng Trung tâm điều hành bay, cơ trưởng chuyến bay VJ8575, lái phụ và tiếp viên trưởng Phan Thị Hương Trang.